Tổng kho gia dụng Như Thiết xin gửi lời chào toàn thể các bác. Bên em là tổng kho chuyên phân phối các hàng tiện ích, hàng gia dụng số lượng lớn. Hôm nay thì em về rất nhiều các mặt hàng mới. Em sẽ quay video và báo giá trực tiếp từng sản phẩm cho các bác. Các bác đặt hàng gọi điện thoại cho em theo số điện thoại home phone ở trên màn hình để bên em lên đơn và chốt đơn. Hóa đơn trên 200k em sẽ miễn ship, từ 200k trở lên là bên em sẽ miễn ship. Từ 500k trở lên thì sẽ kèm một phần quà cho các bác. Các bác đi qua kênh của em thì cho em xin một nút like, cộng một nút chia sẻ và đăng ký kênh. Và bây giờ em xin đi vào chi tiết và báo giá từng sản phẩm. Đầu tiên muốn giới thiệu với các bác đó là cái sản phẩm ấm siêu tốc giữ nhiệt 2-trong-1 nhé. Dung tích thực của nó là 2,5 lít, đến từ thương hiệu Cucu Hàn Quốc nhé. Thì cái sản phẩm này rất là gọn tiện, 2-trong-1 chúng ta có thể là vừa đun sôi như một chiếc ấm siêu tốc, đun sôi rất là nhanh luôn. Đấy. Và cái thứ hai là nó có thể giữ ấm cho mình từ 5 đến 7 tiếng ở trong cái sản phẩm này. Đấy, mà sử dụng thì vô cùng là tiện lợi, chúng ta chỉ việc ấn cái lẫy gà này thôi là chúng ta rót là nước sẽ ra. Đấy, cho các bác xem bên trong sản phẩm này. Bên trong sản phẩm thì được làm bằng thép ni lông chống rỉ này. Đấy, thép ni lông chống rỉ. Rất là dày dặn sáng bóng. Còn bên ngoài của nó thì là được làm bằng một lớp sơn tĩnh điện chống rỉ, cách nhiệt 3 lớp ni lông nhá. Đấy, để khi mà chúng ta có sờ vào thì không bị gây bỏng, không bị gây rát. Ở cái sản phẩm nắp của nó này thì có một cái gioăng giữ nhiệt bằng nhựa. Đấy, rất là dày dặn như thế này để giữ nhiệt cho các bác, vô cùng chắc chắn luôn. Và với cái sản phẩm này em xin báo giá cho các bác đó là 200.000, 200.000 em bao ship nhé các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu các bác đó là cái hộp muối dưa cà Việt Nhật nhé. Đây, mang thương hiệu Việt Nhật, hàng Việt Nam chất lượng cao 100%. Cái sản phẩm tay em đang cầm ấy nó có dung tích là 3 lít nhé các bác nhé. Đấy, hoàn toàn được làm bằng nhựa PP, an toàn cho sức khỏe, không mùi, không chất độc hại. Màu thì trong suốt rất là đẹp như thế này. Bên trong của nó đây, em có thể cho các bác xem. Bên trong của nó thì có một lõi nén nhựa như thế này, vô cùng là chắc chắn. Để mà khi chúng ta muối cái sản phẩm dưa cà đến đâu thì chúng ta nén nó xuống dưới cái mực nước để dưa cà có thể là ngấm mắm muối ngon tròn vị cho các bác nhé. Đấy. Chúng ta không phải dùng đến bát hay là đĩa để mà nén như thời xưa nữa. Và cái sản phẩm này chỉ cần chúng ta muối 1 đến 2 ngày thôi là đã có món ngon để đổi vị cho gia đình rồi. Hoàn toàn nhé, an toàn thực phẩm cho cả gia đình luôn. Với cái bình 3 lít như em đang cầm trên tay này, em xin báo giá cho các bác là 150k. Còn với cái bình 5 lít đấy thì là phù hợp với cái nhà đông người, những nhà đông người thì là em xin báo giá cho các bác là 180k nhé. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác đó là cái sản phẩm bình giữ nhiệt đấy, vô cùng là nhỏ gọn và tiện lợi. Thì em xin mở bên trong cho các bác xem. Thì bên trong của sản phẩm này, đây, em quay cận cảnh cho các bác nhìn ạ. Được làm bằng thép ni lông chống rỉ nhá. Được làm bằng thép ni lông chống rỉ 304. Đấy, vô cùng sáng bóng và dày dặn, an toàn cho sức khỏe. Bên trong miệng của nó thì có thêm một cái lõi lọc như này. Đấy, để chúng ta khi mà rót nước thì lá trà, lá thuốc không bị trôi ra ngoài nhá. Đấy. Đấy, còn cái phần nắp của nó này thì có cái gioăng cao su vô cùng là dày dặn để giữ nhiệt cho chúng ta vô cùng tốt nhé. Luôn luôn giữ ấm được cho chúng ta từ 5 đến 7 tiếng. Đấy. Rồi, mùa hè thì các bác có thể đựng đá để mang đi làm xa, cũng như đi nương, đi rẫy. Mùa đông thì chúng ta có thể đựng nước nóng, nó luôn luôn giữ ấm cho chúng ta để bảo vệ cái sức khỏe nhé, khi uống nhé. Thì cái sản phẩm này là dung tích là 1,5 lít. Đấy, em xin báo giá cho các bác là 150k nhé. Đấy. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu với các bác đó là cái sản phẩm đèn ngủ tích hợp mắt mũi nhé. Cái sản phẩm này quá là tiện dụng luôn. Nó 2-trong-1, vừa có thể thay thế chiếc đèn ngủ trong gia đình nhà mình, vừa có thể là mắt mũi nhé. Khi mà tất cả các thiết bị điện nhà mình tắt đi thì cái ánh sáng trong cái đèn ngủ này sẽ thu hút côn trùng, thu hút mũi nhé. Và côn trùng sẽ bay vào đây thì sẽ bị giật chết. Thì chúng ta cái sản phẩm này này rất là hữu ích, bởi vì chúng ta không cần phải sử dụng đến thuốc hay hóa chất để sử dụng, để ảnh hưởng sức khỏe đến tất cả các thành viên ở trong gia đình mình. Tích hợp 2-trong-1 quá là tiện luôn. Thì với cái sản phẩm này em xin báo giá cho các bác là 120k. Sản phẩm đèn lớn nhá, sử dụng cho các phòng lớn. Còn với cái phòng ngủ, phòng nhỏ của chúng ta thì chúng ta nên sử dụng cái đèn nhỏ như này thôi ạ. Thì em xin báo giá là 90k nhá. Phẩm này thì dùng vô cùng là dễ dàng nhá. Chúng ta chỉ việc cắm điện như này, và khi không sử dụng nữa thì chúng ta có cái nút on, off, bật tắt ở đây nhá. Đấy. Phẩm tiếp theo đó là sản phẩm keo cắt gà nhé, đến từ thương hiệu Japan của Nhật Bản này, được sử dụng và làm bằng thép SK5 chống rỉ hoàn toàn này, vô cùng là sáng bóng và chắc chắn như thế này. Thì nó rất là tiện lợi khi sử dụng, khi các bác muốn sử dụng thì các bác chỉ việc bóp này, đẩy cái lẫy này ra cho em. Đấy. Khi nào các bác không sử dụng nữa thì các bác kéo vào và để cái kẹp này lên cho em là nó lại vô cùng là gọn tiện
chúng ta có thể treo ở bất kỳ vị trí nào trong phòng bếp của mình rồi. Và bây giờ thì em xin Dũng hướng dẫn các bác cách sử dụng này. Đây, với cái kéo như này thì chúng ta có thể hoàn toàn cắt được những con cá lớn hoặc là những cái con gà 3-4 ký nhá, vẫn có thể cắt được. Với cái phần sần này ở ria cạnh lưỡi kéo thì chúng ta có thể đánh vẩy cá. Đấy, rất là tiện luôn. Còn với cái phần kẹp ở chỗ tay cầm này, chúng ta có thể kẹp được cái càng cua càng ghẹ để lấy thịt ra ăn nhé. Thì với cái sản phẩm như thế này thì em xin báo giá cho các bác là 130.000 nhé. 130.000 cho cái dòng sản phẩm này, vô cùng tiện lợi cho các bác sử dụng. Sản phẩm tiếp theo đó là bình gốm sứ Bát Tràng nhé. Đây, như các bác có thể nhìn thấy này, rất là dày dặn này. Đấy, chất sứ rất là nanh tiếng luôn. Màu sắc thì nổi bật. Đấy, màu sắc nổi bật. Thì trên cái bình này có in hình họa tiết Đông Hồ nhá. Họa tiết tranh Đông Hồ, họa tiết rất là sinh động. Đấy. Đấy. Cái miệng bình này thì là, miệng bình này là 10 xăng nhá. Cao thì là cao 30 xăng nhá các bác nhá. Cao 30. Cái bình này thì rất là phù hợp cho cái việc cắm hoa, hoặc là các bác có thể cắm cành mai, cành đào ngày Tết nhá. Rất là đẹp luôn. Thì với cái bình này thì em gửi đến các bác với cái mức giá là 170k trên một cái bình. Còn nếu các bác mua cặp thì em sẽ giảm xuống là 300k. 300k trên một cặp bình em miễn ship nhé. Sản phẩm tiếp theo sẽ là bộ bát đĩa gốm sứ cao cấp nhé. Em xin giới thiệu các bác. Một bộ như thế này thì gồm có 6 bát ăn cơm này, 2 đĩa tròn, 1 tô và 1 đĩa chấm và 1 bát chấm nhé. Thì được đựng ở trong cái hộp rất là sang trọng và lịch sự như thế này. Bây giờ em sẽ bóc ra trực tiếp cho các bác xem nhé, để test sản phẩm. Này, bóc ra để cho các bác xem này. Ở trong lòng bát như thế này thì là cái màu men sứ trắng tinh luôn. Men sứ sáng bóng, dễ dàng lau chùi và rửa sạch nhé. Còn bốn xung quanh bát thì sẽ được in các hình họa tiết 3D hình hoa tulip như thế này. Rất là sắc nét và sinh động, phù hợp cho gia đình mình 6 người ăn cơm nhé. Phù hợp cho gia đình 6 người ăn cơm, hoặc là mình có thể làm quà tặng, quà biếu cũng rất là phù hợp luôn. Này, cho mọi người nhìn cận cảnh. Men sáng bóng, dày dặn. Đấy. Và với cái sản phẩm như thế này thì em xin báo giá tới các bác đó là 190.000. 190.000 nha các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo giới thiệu với các bác đó là cái sản phẩm nồi lẩu nướng nhé. Nhưng các bác nhìn thấy đây. Đây. 2 trong 1. Chúng ta có thể vừa nấu lẩu và vừa nướng ở đây ạ. Thì ở trên cái sản phẩm này là bằng gang cao cấp rất là dày dặn, và được phủ bằng một cái lớp chống dính bằng đá hoa cương nhé. Đấy, cho các bác nhìn này. Đấy. Trên cái lòng nồi lẩu này thì là chúng ta có một cái vung đậy, nó được làm bằng kính cường lực nhé. Mới cái lớp nhôm rỗng như này để khi chúng ta sờ vào không bị nóng này. Có một lỗ thoát khí này. Đấy, đậy vào khi nấu lẩu này. Đường kính của cái nồi lẩu này là 20 xăng nha các bác nhé, 20 xăng. Và tiếp theo là đến cái phần nướng. Bốn vòng xung quanh nướng này cũng vậy này, được phủ một cái lớp chống dính đá hoa cương rất là bền đẹp luôn. Chống dính khi nướng là phủ bì 40 nha các bác nhé. Đấy. Ở trên đây này, nó còn một cái lỗ nữa là cái lỗ thoát hơi dầu, thoát dầu nóng hoặc là dầu mỡ khi chúng ta dán nó ra. Thì tất cả nó sẽ được đưa xuống dưới cái chỗ phần dưới này để chúng ta đổ đi. Phần thừa thì chúng ta đổ đi. Đây, nó ở phần dưới cái tay cầm này nhá. Và cái sử dụng thì rất là đơn giản luôn. Ở trên đây có hai cái nút sử dụng. Thì bên đây là nút lẩu và bên đây là nút nướng nha các bác nhá. Thì bên đây là chúng ta chỉ việc vặn to nhỏ này, theo cái chiều của nó, vặn to, vặn nhỏ theo cái chiều của nó. Và kịch như này sẽ là tắt, còn các bác vặn hết cỡ và đằng này sẽ là to nhá. Và tương tự bên này cũng thế, bên nướng cũng vậy, kịch về đây là tắt cho cháu nhá. Còn là nghiêng lên đằng này thì sẽ là bật này. Đấy, bật với mức độ to dần nhé. Và sẽ có báo đèn ở đây khi chúng ta sử dụng. Khi chúng ta sử dụng cả hai công năng cùng một lúc thì chúng ta bật cả hai bên lên. Và phụ kiện đi kèm tiếp theo nó là một cái dây điện. Dây điện này khoảng 1 mét nhé, để chúng ta cắm vào là khi sử dụng nhé. Đấy. Cắm vào khi sử dụng như này nhé. Cắm vào đây. Và cái đầu này chúng ta cắm vào ổ điện nữa là chúng ta có thể sử dụng rồi. Và với cái sản phẩm tiện ích 2 trong 1 đa chức năng như này thì em chỉ báo với các bác một cái mức giá vô cùng là ưu đãi, đó là 550k nhé. 550k em bao ship kèm một phần quà. Và tiếp theo em sẽ gửi tới các bác một cái mã hàng, đó là cái mã hàng bộ chuyên chén hàng da nhé. Ở bên em còn hai màu, đó là màu xanh ngọc và màu trắng vàng như này. Đây các bác xem, màu xanh ngọc và màu trắng vàng như này.
Đấy. Nó được làm bằng hợp kim đồng nhá. Và cái sản phẩm này thì để trưng bày trong tủ rượu này, hoặc là để uống rượu này, đều rất là sang trọng và quý phái luôn. Đấy, họa tiết thì rất là tinh tế này, có đính đá này, có tay cầm này, bằng hoa tây này. Đấy, rất là sang trọng này. Đấy. Còn như này thì chúng ta sẽ cầm uống như này, nó như là một cái ly vậy. Màu vàng nổi bật này, họa tiết châu Âu này, quý phái. Đấy. Chúng ta cũng có thể làm quà tặng hoặc quà biếu. Đấy. Một cái bộ sản phẩm như thế này thì bên em thì gồm có là một chén này, một chuyên này, 6 chén này, 6 chén như hình này. Và một cái khay đựng nhé. Và cái mã sản phẩm này em sẽ gửi tới với các bác với một cái mức giá vô cùng ưu đãi, đó là 470k nhé. Em nhắc lại là chỉ có 470k để chúng ta có thể sở hữu được một cái sản phẩm vô cùng độc lạ, đẹp và sang trọng như thế này. Thì các bác gọi đặt hàng cho em theo số home phone ở trên màn hình nhé. Em xin cảm ơn ạ. Và cái mã hàng tiếp theo em muốn giới thiệu đến các bác, đó là cái mã hàng hộp đựng tăm. Hộp đựng tăm bằng đồng hợp kim nhá các bác nhá. Hàng nhà em thì toàn hàng loại một thôi, như các bác nhìn thấy sáng bóng tự nhiên, càng dùng càng sáng, càng dùng càng bóng. Và cái hộp này nó rất là tiện lợi. Này, các bác khi mà mua tăm về thì các bác bỏ tăm vào đây, sau các bác ấn xuống, khi nào các bác sử dụng thì các bác lực ấn nhẹ là nó sẽ đưa tăm lên cho mình. Lấy rất là tiện, nhưng mình không phải sóc sóc bóc như này, rất là khó, mất thời gian. Đây, hộp đựng tăm này rất là uy nghi, rất là sang trọng. Em có hai loại để cho các bác lựa chọn nhé. Đây, loại này thì đặc biệt hơn một chút. Đây, họa tiết này, cầu kỳ này, chân quỳ này, bằng ba cái vòi voi. Trên hình thì có hình ảnh này. Đấy, voi này, voi tượng trưng cho sức mạnh này. Trên nắp cầm thì cũng có là một chú voi này. Đó, dùng lấy tăm thì chúng ta cũng ấn tương tự như vậy. Đấy, chúng ta có thể lấy được tăm rồi. Đấy, sáng bóng đẹp tự nhiên luôn. Em xin báo giá hai cái dòng sản phẩm này cho các bác ạ. Với giá này, chân quỳ này là 200 nhá. Còn với cái mức giá là chân bệt như này thì em đang có giá, mức giá vô cùng ưu đãi cho các bác, đó là 120k. Các bác chốt đơn nhá. Cái mã hàng tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái bình đựng trà. Đấy, bình đựng trà nó cũng bằng được làm bằng hợp kim đồng loại 1, sáng bóng luôn. Trên bình thì những là họa tiết hoa văn rất là tỉ mỉ. Đây, họa tiết hoa văn rất là tỉ mỉ này. Đấy, rất là sang trọng. Bình rất là dày dặn nhé, rất là dày dặn luôn. Một cái bình như này thì chúng ta có thể đựng được từ 4 đến 5 lạng chè. Đấy, bảo quản rất là tốt. Ngoài ra thì ngoài cái công dụng đựng chè ra thì chúng ta cũng có thể bày ở trên cái bàn uống nước nhà mình, nó như là một cái vật dụng trang trí cho gia chủ vậy, rất là quý phái. Với cái sản phẩm này thì em xin được báo giá tới các bác, đó là 280k, em bao ship nhé. Cái mã hàng tiếp theo muốn gửi tới các bác đó là gạt tàn thuốc hình các con vật ạ. Cái gạt tàn này thì nó rất là đặc biệt, nó được làm bằng hợp kim đồng sáng bóng như này, hàng loại một bên em nhé, hàng sáng bóng này. Và trên cái sản phẩm thì có những cái họa tiết rất là tinh tế, rất là đẹp luôn. Đây, em quay sát cho các bác nhìn. Và nó tiện ích sử dụng của nó thì khi các bác sử dụng thì các bác lật cái này lên, các bác gạt tàn vào đây. Và khi các bác không sử dụng nữa thì các bác đậy nắp vào, thì nó sẽ tránh bụi bậm ra nhà, hay là hơi thuốc nó sẽ tỏa ra nhà nhé. Thì ngoài nó là một cái vật dụng gạt tàn ra thì nó cũng như là một cái vật trang trí ở trên cái bàn uống nước của gia chủ, nó mang đến cái sự sang trọng và uy nghi cho gia chủ. Thì bên em có rất nhiều hình để cho các bác lựa chọn nhé. Hình như em đang cầm trên tay là hình một con tỳ hưu. Và tiếp theo là hình này là hình của một con hổ, nó cũng thể hiện sự uy nghi mạnh khỏe của gia chủ này. Vậy hình tiếp theo muốn giới thiệu các bác nữa đó là hình con cóc. Và cái hình này thì em thấy nó rất là đặc biệt, bởi vì là cóc là cái con mang đến tiền tài của cái phúc lộc đến cho gia chủ nhá. Và nó cũng sử dụng tương tự thôi, chúng ta cũng gạt lên sử dụng, rồi không sử dụng nữa chúng ta cũng đậy lại, và nó cũng là một vật trang trí rất là đẹp. Ngoài ra thì ở đây em còn một chú thiên nga nữa, rất là sắc nét, như mọi người nhìn rất là sắc nét, mềm mại, đẹp, họa tiết rất là tinh tế, và cách sử dụng cũng là tương tự nhé. Và
Và bây giờ em xin báo giá cho các bác từng sản phẩm nhé. Với tí hưu này, tí hưu, với con tí hưu thì là em xin báo giá cho các bác là 280k. Với cái con hổ này, này, với con hổ em cũng báo giá là 280k cho các bác. Còn với con cóc, cóc này thì em báo giá cho các bác đó là 230k. Quá là rẻ luôn. Còn với chú Thiên Nga này, Thiên Nga này, Thiên Nga thì em sẽ báo giá cho các bác là 250k nhé. 250k. Em đều bao ship hết. Này ạ. Em xin cảm ơn ạ.